dàn lạnh nhưng mà lại không muốn tháo cái táp lô, không phải bung cái dàn lạnh ra, bung cái táp lô ra thì có vệ sinh được không ạ? Thế đây hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác một cái công nghệ mới, đó là cái vệ sinh nội soi điều hòa, vệ sinh lại toàn bộ cái điều hòa bên trong. Đấy, cái dàn lạnh của chiếc xe, mọi các chiếc xe thì nó sẽ nằm ở trong cái phần táp lô này. Anh muốn em muốn vệ sinh ấy, mà để mà vệ sinh được ấy thì như bình thường anh em phải tháo và hạ cái táp lô này xuống, thì cái thời gian tháo và hạ và thi công và cái chi phí nó sẽ rất là cao. Đấy, thì em đem lại cái giải pháp cho anh em, đấy là vệ sinh nội soi. Đấy, nó sẽ có một cái mẫu máy như này nha anh em nhá. Đây là cái mẫu máy để chuyên để vệ sinh và nội soi dàn lạnh. Đấy, anh em thấy không ạ? Trên này nó sẽ có một cái màn hình LCD để hiển thị. Đấy, để mà quay để mà nhìn thấy cái này. Và có cái vòi này là cái vòi có thể gấp rút được, và trong này nó sẽ có một cái đầu vòi để đưa cái hóa chất vào trong để vệ sinh cái dàn lạnh của anh em này. Đấy, nó sẽ có một cái đầu đây. Đây sẽ là đầu hút và đây sẽ đầu hơi để đưa vào. Hóa chất sẽ hút và đưa vào cái vòi này và sẽ xịt thẳng vào trong cái phần dàn lạnh cho anh em. Đấy. Thế anh em đang phân vân và thắc mắc là cái hóa chất để mà sử dụng cho cái bộ vệ sinh dàn lạnh như là như nào? Em bên em có sử dụng cái bộ vệ sinh dàn lạnh của Vutronic nhá, 3-trong-1. Đấy, để mà vệ sinh cái dàn lạnh như này. Thì cái bộ vệ sinh đấy thì sẽ gồm có 3 cái loại hóa chất để mà vệ sinh cho chiếc xe, để mà vệ sinh cho cái dàn lạnh của mình. Đây. Vutronic AC20 và Vutronic AC10 và Vutronic AC22. Đấy, 3 loại hóa chất này để vệ sinh tổng thể cho chiếc xe của mình và giúp cho cái không khí trong lành hơn, sạch sẽ hơn, và không có để cho cái dàn lạnh của cái điều hòa nó tăng cái hiệu suất làm việc nó tốt hơn. Sau thời gian dài thì anh em có thể thấy là cái dàn lạnh nó sẽ bị bẩn và bị hoen rỉ đấy, và tuần hoàn trong xe thì rất là có ảnh hưởng đến cái sức khỏe của chúng ta. Đấy, anh em thì nên vệ sinh với cái chu kỳ đó là 6 tháng một lần, anh em vệ sinh một lần đảm bảo cho cái dàn lạnh được sạch sẽ, đảm bảo sức khỏe khi anh em di chuyển trên đường và trên xe sử dụng hàng ngày, Đấy. Còn anh em mà chưa biết sử dụng vệ sinh dàn lạnh ở đâu đi, hãy đến với Akala Auto, Auto 365 Thái Nguyên để bên em vệ sinh cho các bác. Cảm ơn các bác.